Đây là một buổi hội thảo của thạc sĩ Đào Tiến Dũng, một chuyên gia tâm lý học thể thao dành cho các thành viên của đội tuyển gôn trẻ Hà Nội. Rất nhiều những câu hỏi của các bạn trẻ đã được giải đáp. Và bằng những ví dụ thực tiễn nhất, các học viên có thể hiểu được tầm quan trọng của tâm lý học trong môn gôn. Khi không chỉ tôi không cố thành công, mà chỉ muốn thực hiện cú đánh theo cách mình muốn, và đó là tất cả những thứ phải làm, tôi không thể kiểm soát được kết quả. Đó là những lời tâm sự của một gôn cơ nữ vừa thất bại trong giải Master đầu tiên của mình. Thất bại có thể đến với tất cả chúng ta. Vậy điều gì sẽ xảy ra khi chúng ta thực hiện một cú suy ngỏng? Hay bạn sẽ nghĩ về điều gì khi thực hiện một cú đánh cách lỗ chỉ 30cm? Bình thường thì em lúc đấy rất là cáu. Đến sang đến hố bên kia rồi, em vẫn còn nghĩ về cái cú đánh hỏng vừa rồi và kéo theo luôn một trận đấu hỏng luôn. Khi các cháu tham gia cái lớp học này thì các cháu chưa biết là sẽ giải quyết các cái vấn đề tâm lý như thế nào, nhưng rõ ràng các cháu hiểu được cái tầm quan trọng của nó. Và các cháu chắc chắn trong quá trình tập luyện thì các cháu cũng sẽ, các huấn luyện viên có kinh nghiệm, các cái chuyên gia sẽ có cái sự hỗ trợ cho các cháu. Và các cháu khi mà ý thức được cái tầm quan trọng của nó thì tôi nghĩ rằng nó sẽ có ích đối với các cháu trong cái quá trình huấn luyện cũng như là các quá trình thi đấu. Trạng thái tâm lý luôn có trong các môn thể thao. Và với môn gôn thì điều này càng hiện rõ hơn, vì gôn được coi là môn thể thao mà người chơi phải vượt qua chính mình, phải đối diện với thành công hay thất bại trong từng cú đánh. Gôn 90% là về tâm lý và 10% khác thì cũng vẫn là tâm lý. Cho nên là nếu như một vận động viên mà ổn định được về tâm lý thì cái hiệu quả thi đấu của họ sẽ đạt được ở mức cao nhất. Trong khi đó hiện nay như điều kiện của Việt Nam, golfer có rất nhiều người là bắt đầu từ amateur. Cho nên là khi mà họ tiếp xúc với golf thì họ mới chỉ tập về mặt kỹ năng, chứ họ chưa để ý đến cái phần tâm lý. Là các golfer, đặc biệt là các golfer nổi tiếng, thì họ thường tìm cách là xóa trí nhớ của họ bằng cách họ chỉ giữ lại những hình ảnh nào mà họ thực sự thành công và bỏ qua đi những cái tình huống mà mình chưa thực sự thành công lắm. Thì với những cái bạn trẻ khi mà mới tập golf thì cái đầu của mình còn tương đối sáng và mình còn rất là ít giải đấu, thì đấy là cái cơ hội rất là tốt cho mình để coi như là giữ cho mình một cái tâm thế, tức là lúc nào cũng lạc quan, lúc nào cũng tin tưởng, lúc nào cũng tự tin. Thì tôi nghĩ là cái này sẽ là rất tốt cho các bạn golfer trẻ, đặc biệt là các bạn golf của đội tuyển Hà Nội hôm nay có đến đây nghe. Một trong những bài tập như tôi đã trình bày trong hội thảo là cái 10 yard line của Tiger Woods. Tức là Tiger Woods có thể tự cho phép bản thân mình nếu như đánh thua một quả thì sẽ giày vò bản thân trong vòng chỉ trong khoảng 9-10 mét thôi. Nhưng sau đó là anh ta tập trung vào một cái bài mới, tập trung vào một cú đánh mới. Thì đấy cũng là một cái để thử cho các bạn golfer hoặc là các anh các chị mà đánh golf thì có thể thử xem là mình có thể kiểm soát cảm xúc của mình được hay không. Đấy, hoặc là một cái bài tập đơn giản thứ hai, tức là ví dụ như bạn có thể tưởng tượng ra một người nào đó bạn rất là thích chẳng hạn, hoặc là một cái xe ô tô mà bạn rất là muốn mua, và bạn thử cảm giác xem là tôi có thể đạt được cái đấy bởi cuối ngày hôm nay nếu như tôi không nghĩ đến nó. Thì đấy sẽ là luyện cảm giác dành cho những người chơi golf, là làm sao để chỉ tập trung vào những cái hiện giờ chứ không tập trung đến giải thưởng sắp tới. Kiểm soát tâm lý của bản thân trong thi đấu thể thao là điều không hề dễ dàng, nhưng chúng ta cần phải hiểu chính mình nếu muốn trở thành một golfer chuyên nghiệp. Được biết, sắp tới đây thạc sĩ Đào Tiến Dũng sẽ kết hợp với Bệnh viện Y học Thể thao Việt Nam tiến hành nghiên cứu và giúp đỡ cho một số vận động viên sau khi điều trị chấn thương để họ mau chóng trở lại tập luyện, phục hồi nhanh chóng hơn. Và anh cũng sẽ có những buổi làm việc với hai vận động viên của môn thể dục dụng cụ là Phước Hưng và Hà Thanh để giúp họ có được sự chuẩn bị tốt nhất trước khi lên đường tới London tham dự Olympic mùa hè 2012.